cặp đôi sinh sản Flame Kenny các bạn. Chi Prachibenma Aratum. Con female khoảng hung dữ dữ 12 cm các bạn, không biết nó có chịu sinh sản không. Có vẻ là cũng ổn các bạn, hung hăng nhưng mà cũng chịu. Con cái có vẻ là rất là hung hăng, xông tới luôn. Đấy. Mình không có quay ở dưới được đây. Toàn chân không, nhiều chân quá. Ổn rồi các bạn. Khá là lâu. Thành công. Các bạn nhìn thấy nó cái bao tay vô không? Con đực nó hy sinh hai cái chân của nó nè, và nhét vào cái cặp càng của con cái. Ghê thật. Đấy, hai cái chân trên cao nè các bạn thấy. Xong rồi bạn, xong rồi, xong rồi, xong rồi.